hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một chủ đề rất quan trọng trong lĩnh vực matech đó là vai trò quan trọng của yếu tố con người và tại sao việc học hỏi liên tục là điều cần thiết hãy cùng khám phá nhé đầu tiên chúng ta sẽ xem xét những vai trò quan trọng trong nhóm triển khai matech điều này bao gồm người xây dựng chiến lược người phân tích dữ liệu chuyên gia quản lý matech người sáng tạo nội dung và chuyên viên sale người xây dựng chiến lược triển khai matech sẽ điều chỉnh hệ thống matech với chiến lược kinh doanh theo dõi roi Người phân tích dữ liệu phụ trách chuyển dữ liệu thô thành thông tin giá trị, hỗ trợ chiến lược và đánh giá hiệu quả chiến dịch. Chuyên gia, người quản lý Matec quản lý công cụ Matec hàng ngày, đào tạo thành viên khác. Người sáng tạo nội dung chịu trách nhiệm tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh truyền thông. Cuối cùng, chuyên viên SEO tối ưu hóa nội dung và đảm bảo tuân thủ quy định của công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, nhóm Matec cần sự kết hợp giữa kỹ thuật và chiến lược để đảm bảo chiến dịch marketing thành công bên cạnh đó mối quan hệ giữa marketing và công nghệ thông tin cũng quan trọng công nghệ thông tin mang lại chuyên môn kỹ thuật hiểu biết về vận hành hệ thống vấn đề bảo mật và tích hợp các công cụ trong khi đó marketing mang lại sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu khách hàng xu hướng thị trường và chiến lược marketing cần kết hợp hiệu quả giữa marketing và công nghệ thông tin để lựa chọn triển khai và quản lý matech hiệu quả ngoài ra sức mạnh của matech không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách chúng ta sử dụng dữ liệu chúng ta cần xây dựng một văn hóa dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả. Đầu tiên, doanh nghiệp cần đảm bảo mọi người hiểu giá trị của dữ liệu và sử dụng dữ liệu để cải thiện hiệu quả marketing. Tiếp theo, các marketer cần truy cập vào dữ liệu chất lượng cao có liên quan đến mục tiêu chiến lược sắp tới. Đây là lúc các công cụ Matex xuất hiện chúng có thể thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo những cách giúp các marketer có thể tiếp cận dữ liệu và sử dụng nó một cách có ý nghĩa ngoài ra việc xây dựng chiến lược dựa trên dữ liệu đòi hỏi phải có sự thử nghiệm cũng như phát triển từ sự thành công của những chiến lược cũ thay vì dựa vào trực giác hoặc những thông lệ trong quá khứ các quyết định nên dựa trên dữ liệu căn cứ vào dữ liệu doanh nghiệp cần sẵn sàng điều chỉnh và thử điều gì đó khác biệt với các phương pháp cũ cuối cùng để thành công trong matech chúng ta phải học hỏi liên tục và thích ứng công nghệ luôn thay đổi và việc tiếp tục nắm bắt các xu hướng mới và thử nghiệm là rất quan trọng sau đây là một số gợi ý để duy trì động lực matech của doanh nghiệp một cập nhật thông tin theo dõi các xu hướng trong ngành matech công nghệ mới và các thay đổi trong quy định thường xuyên đọc các nguồn tin uy tín và tham gia vào cộng đồng trực tuyến để cập nhật thông tin hai thử nghiệm và thích ứng dám thử nghiệm các công cụ và chiến lược mới và điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu và kết quả thực tế matech không phải là một lần và xong nó đòi hỏi sự liên tục tối ưu hóa và thích ứng 3. Đầu tư vào đào tạo, đào tạo nhân viên thường xuyên để giúp họ nắm bắt các công cụ và chiến lược mới, nâng cao kỹ năng và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. 4. Tận dụng nguồn nhân lực bên ngoài, hợp tác với chuyên gia Matex, nhà cung cấp công cụ Matex hoặc các đối tác chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật số có thể cung cấp kiến thức và đề xuất giá trị, giúp tránh các sai lầm thông thường và tối ưu hóa chiến lược Matex. Hãy tiếp tục theo dõi chúng mình để cập nhật những tin tức bổ ích về marketing nha.